Quá đẹp, quá chất luôn các bác ạ. Một dòng micro quốc dân đã nằm trong tiềm thức của người dân Việt Nam chúng ta rồi. Một thương hiệu đến từ đất nước Đức và dòng micro với thương hiệu là BBS. Đấy, dòng này của nó là dòng đầu thu nhỏ các bác nhá. Đây chính là một trong những dòng micro đấy, được sản xuất ra và áp dụng cho việc đi làm show, đi làm sự kiện. Các bác lắp trên xe khách, các bác lắp ở những cái khu vực chơi âm thanh trên những dàn tủ ABS, hoặc là các bác sử dụng đi làm đám hiếu, đám hỷ. Em phải dùng hai từ là hết thuốc luôn các bác ạ. Dòng này của nó là dòng micro chuyên nghiệp, cũng giống như dòng micro Sennheiser, dòng micro Shure. Nó mang lại cho các bác một cảm giác rất nhẹ nhàng, êm ái khi mà các bác sử dụng đi tổ chức tất cả các chương trình. Và đặc biệt dòng micro này nó sẽ cho các bác một chất âm cực kỳ là hay. Đấy, dòng này là dòng Cornell các bác nhá. Cone gọi là Cornell. Đấy, tay chân để anh em thợ dọn dẹp rất là đẹp rồi. Đấy, và với dòng micro này em được thông báo cho tất cả các bác, đó chính là dòng micro GS137. Đấy, thế hệ bản cao cấp. Đấy, dòng đời cao. Và đây chính là chiếc đầu thu mà tất cả các bác chúng ta nhìn thấy. Đấy, đối với cái mã GS750, GS148, GS137 thì tất cả của nó là ruột gan đều như nhau hết các bác nha. Ruột gan đều như nhau, và phía sau nó có cả rắc Canon, cả rắc 6 ly đầy đủ để tất cả các bác chúng ta sử dụng đa mục đích. Đấy, có thể lắp lên những dàn âm thanh sự kiện cũng được. Các bác sử dụng đi làm show, tiệc cưới, hoặc là các bác làm đám hiếu, đám hỷ, lắp cho xe khách, lắp cho xe ô tô, các bác hát gia đình thì chất âm của con này nó sẽ đều ba giải. Đấy, bởi vì bản chất con này nó đang sử dụng cái dòng Cornell 2 cấp. Đấy, Cornell màu bạc ghi các bác nhá, màu bạc ghi. Đấy, và ruột gan của con này rất là đẹp luôn các bác. Đây chính là cái bản đời cao, tay của nó có chế độ GS, có chế độ tự ngắt sau 3 giây. Và với một cặp tay mic anh em thợ cũng đã dọn dẹp rất là đẹp, rất là chi tiết rồi. Thì tất cả các bác chúng ta chỉ bỏ ra một cái số tiền như một bộ mic chợ, như một bộ mic nhái thôi. Và đây em sẽ test tiếng và báo giá luôn cho tất cả các bác. Bởi vì những dòng micro này thì chắc chắn một điều là chúng ta cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều. Bởi vì các bác gần như là ai cũng biết về dòng sản phẩm này rồi. Đấy, trước đây thì mức giá của nó rất là cao, và ngày hôm nay em chỉ để cho các bác với giá hơn 1 triệu thôi. Các bác ai có tai nghe xịn các bác đeo vào và các bác cảm nhận thấy cái chất âm của nó có hay hay không thì các bác sẽ thẩm âm nhé. 6 7 1 2 2 6 6 7. Alo. 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7. Alo. Dòng này của nó thì có chế độ GS tự ngắt các bác nhá. Đây là cái bộ micro em đang bật sẵn cho các bác nhìn qua đây. Khi các bác đặt cái tai micro này xuống tầm khoảng 3 giây sau, tự động nó sẽ ngắt tiếng. Đây các bác nhìn này. Bây giờ là ngắt tiếng, khi mà các bác chỉ cần đụng vào màn hình nó sáng lên, tự động nó đóng tiếng lại. Đấy, một số bác là khi mà về thử chế độ tự ngắt, các bác cứ đập vào đây thì không bao giờ nó ngắt các bác nhá, mà các bác chỉ để bên ngoài này thôi. Không bao giờ có tiếng đúng không? Nhưng mà các bác chỉ cần đụng vào này. Các bác nghe thấy không? Là có tiếng ngay lập tức. Còn khi mà các bác đã tác động vật lý vào đây thì chắc chắn một điều là nó sẽ tự động nó đóng tiếng lại, lúc đó nó không ngắt nữa. Đấy, và một cái chất âm nó rất là hay. 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Alo. Đấy, tiếng rất chi tiết, rất rõ nét luôn. Và với con micro đấy, BBS GS137 và GS750 thì ruột gan của nó thì đa phần là ruột của nó là đời cao rồi, tỉ tím, hai hộp sóng lớn, tất cả những linh kiện cao cấp được sản xuất theo tiêu chuẩn, sản xuất theo cái công nghệ của Đức. Đấy, và BBS thì các bác không lạ gì về cái dòng sản phẩm này. Tất cả tay chân của nó đẹp như thế này, khi gửi đi cho các bác nó sẽ có cả chống lăn, có cả chống sốc đầy đủ. Đấy, có cả nguồn, có cả dây 6 ly. Đấy, và em bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và anh em ai là những người đang có nhu cầu mua bộ micro này, em sẽ để cho các bác với mức giá cực kỳ là tốt. Đấy, các bác nhá. Đấy, mức giá chỉ có 1.650.000 đồng thôi. Tất cả các bác chúng ta đã có quyền sở hữu một bộ micro như thế này rồi. Anh em mua về đi làm đám cưới, đám xin, tiệc tùng, hội nghị đều rất ok. Đấy, bảo hành cho các bác 3 tháng, hỗ trợ trọn đời, bao ship toàn quốc. Đấy, chất âm hay, ruột gan đẹp, và tất cả nội thất của nó còn đẹp lắm luôn các bác ạ. Đấy, tay chân thì đương nhiên là dọn dẹp tút tát lại để cho nó đẹp như thế này thì cái việc này là không thể tránh khỏi. Được không? Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, bộ này thì em bao ship luôn cho tất cả các bác. 1.650.000 đồng, và em sẵn sàng tặng thêm cho các bác một bộ pin sạc. Đấy, một bộ pin sạc để tất cả các bác chúng ta ai đấy, sử dụng, chúng ta không cần phải mua thêm pin.
không cần phải mua thêm sạc. Và với mức giá này thì em bao là rẻ nhất đất nước Việt Nam thôi. Tất cả các bác chúng ta ai quan tâm có thể gọi điện qua số điện thoại là 0936 118 558 để chốt đơn. Xin cảm ơn tất cả các bác.